À, xin chào mọi người nha, anh Trần mới chở chất đi qua đây mọi người. Chắc có nhiều phim hay lắm nha. Đó, em mới vừa em đang có đăng clip cho mọi người, đăng clip mới kênh mới của em nha. Sống lạc quan vlog lóc nha mọi người. Thấy không, nó thương bà đó. Ai? Con gì chết? Vậy. Trời ơi. Mọi người ơi. Mọi người có nhìn thấy gì chưa? Ơi chứ làm gì ai làm lại chứ trời. Trời ơi, này là sáng tối luôn á cả nhà ơi. Nhẫn. Bộ nâu hay lẽ rồi. Bữa là mua phải không? Ờ vẫn mới luôn. Trời ơi, hộp bự quá vậy. Trời ơi, giống như chồng sao là vợ khoảng gì. Trời ơi, hộp bự quá vậy. Nè, đếm thôi. Đó rồi, chứ phải tặng con 1 triệu nha mọi người, tặng cho 1 triệu nha mọi người, thấy không? Ủa chiếc này nhiều chút. Dư ly chút. Có dư ly vậy chút. Có dư ly vậy. Ôi Hưng toàn gà mẹ. Ủa em tao. Hưng cầm. Mày là má tao, mày có tiền rồi mày đầu gì nữa. Một ghế thôi. Ngồi bán tràn ghế ta. Đúng rồi. Đủ tiền chưa? Không phải bằng bốn đâu mày nè. Tính ly tường luôn đi. Đúng rồi mọi người ơi. Nghe hộp mới mọi người ơi. Hộp bự quá mọi người ơi. Trời ơi hộp này nhiều chút. Mấy ly dớt đâu cho mượn con thử gì một người cháu mình lúc này phải thân nha thân nha một mày chắc chụp luôn quá tao dớt cặp rồi mua cặp vậy nè cho vợ mày cặp ghê vậy khổ đây là học chuyên quân ê hôm qua hôm kia gì mày có bán trả gì cho mua ngon sao trong tủ lạnh có trả gì mà có gừng á trời ơi con đâu bữa giờ con đâu bán cho ngày chứ đâu muốn ăn bậy rụng quá đời quá vậy thôi dạ em lai like, em cứ kênh qua em vừa qua kênh mới mà em vừa quay cái là có cơm like không đổi rồi nha cái thuốc dù đổi mọi người ơi mọi người vô kênh cái độ YouTube bà lên chưa ăn cái gì hả chớ ủa mấy cái dòng lắc còn gì chứ trời ơi cái gì cũng còn nha cả nhà đó đúng rồi chứ bây giờ thì đương kim của gì chứ rồi chứ đã giờ trở lại và lợi hại hôm xưa có ly này của em con gì chưa qua tao uống tàu á tao còn con tàu mày bán cho ai đó mày lấy nhau ăn mấy trăm ngàn đó năm tờ mày lấy mấy trăm đó hai trăm đó mày rồi cái gì nữa mà ơi nãy đưa 100 rồi đó nha tính chai anh cường vậy này hai chai nó ngưng trần cầm cầm nữa thì nó má tù nữa 45 6 chọc 8 chọc vô vô chơi kìa thường chưa cầm có chưa nè một ly này cái tôi cười là hai ly ba chục hai chai cũng giờ ba chục sáu chục của em chưa cơm em trả tiền rồi đó là chín chục là chín chục cầm cầm chân là đủ phải không đưa tiền nước rồi nha đạn giang cái gì đạn giang cá hú kho thịt chân cá ba sa chiên cá ba sa chiên đi má rồi anh là đến 6 giờ chắc nha mọi người chào xíu nha mọi người ê tôi chuẩn nhét nha không không với 4585 nha ra cái đầu không không đó trời qua giá đầu không không qua sủ chủ ba con số không luôn trời sủ chủ ba con số không luôn qua đó ai nào thành phố ngoài Bình Dương cái sủ chủ ba số không đó chứ không thấy hả với số tụi bay mua tao là hôm nay chỗ này à còn hôm nay nhớ lấy là tiền giang kiên giang ok biết không nè áo qua ba nút ba chị nè lúc mà kỳ bà làm đó ủa nhẫn này là con gái giúp đỡ vô chức hả nhẫn này con gái giúp đỡ vô chức hả bán hai nhẫn gì hả nó đổi nó hiểu nó giữ giấy bây giờ tôi kêu nó qua chính phủ với đó đánh đóng lại cho mẹ đi nó nói cái này mắc hơn hai chiếc mà con đưa mẹ đó nha đi vụ đời luôn đi nó nói nha chế đề nó đi vụ đời thôi học bự quá mọi người ơi vì sao thôi vậy chắc gì ai bán nước mà phui rớt nước mắt trời ơi phui rớt nước luôn trời ơi trời đi lấy đi muốn lai sớm mà kêu qua nắm đầu vậy sao chị Diễm Quỳnh nha cơm trùng chỉ sao ăn hoài vậy gì chứ trời ơi đó nghe chưa chị Mai Lời nói nè cái miệng chất quá trời mốt chất xuống dưới lời chứ ăn trùng chỉ luôn mà bữa nay em có mua khô mật nữa rồi chứ gì nào mua khô mật nữa hả 100 ngàn đâu á già rồi nghĩ sao hai con đó bán 100 ngàn hai ơi hỏi đi uống nước thải đi nè
đủ má bên ngoài có tụt quần nè nha. Tụt quần thì cũng quay theo kiểu tụt quần. Ê, hôm nay có vé Hồng Loan kìa, xin cho bạn tờ đi cho bà coi thử coi. Hôm nay chiếu trống đồng kìa, bà coi đi 100.000 vé đó. Ê, Hưng có cho bạn vé Hưng. Chưa có, còn chưa có. Chức già quá rồi, cái nói gì chức già quá, cancel cái vụ tiền bạc nha. Lắm mùi mùi xin bà ứng là bà ứng cho bán cái lồn dở với cá rồi mọi người. Cơm cá chiên xả ngon nha. Cá bà xả, cá bà xả nè, đem về đi má, hát đi đéo cho cái tôm ra đựng canh, nay nhà nấu canh cách đi nè. Đưa chị cho chị một cái tô đổ ra giùm. Thôi bán dụng má, đi má bên đây về. Cái miệng chứ quá trời luôn. Không, má chồng buồn kìa. Hưng chừng nó quay ẩu lắm, bà nói mà trời ơi sang lời. Vì xưng tội nghiệp lúc nào cũng lo cho dì chức. Trời dâu nó không lo. Dì chức bữa nào mua chả lụa ăn với cơm trắng muối tiêu ngon lắm dì chức, trời ơi. Muốn có muối tiêu rồi với nước mắm rồi. Thôi bây giờ muốn chả lụa con đi chức. Rồi mai đi chùa này chức. Có muốn chả lụa ăn không? Không, chị vậy. Lời nói đầu tiên cho con ngựa đến nay má một lời chào trân trọng nhất, xin chào ông ba dạo em mới lên đây. Đứng tóc ăn cũng biến nha. Nói thật nha. Bà cầm nay quán gì xin thấy hiền rồi đó. Đó, ta nấu canh chua, canh nụ hoa, quả mai ăn, bá canh lùn què, cải cải hoài. Dì chức đeo bông ở lỗ mũi giống người Ấn Độ không? Con mua cho dì chức đeo bông ở lỗ mũi chị ôn chất. Ngứa mũi quá. Đúng rồi chứ nè, ngứa lỗ mũi nè. Tối nay đi, đừng có đi một mình nha, đi một mình là biết cay con. Nóng không? Trời ơi, đừng có ăn đổ đi chứ. Bữa nay qua bận áo khoác đó mọi người thấy không? Đeo vàng nhiều ơi. Đeo vàng nhiều quá, bận áo khoác vô để che lại. Dạ. Chứ khỏi ai, không có qua được con đâu. Bán cái lồng què cũng có giấy hả, ngứa mũi quá. Lại nhớ lỗ mũi nữa, lại nhớ lỗ mũi nữa. Đồ dễ khăn đâu, giấy đâu. Trời ơi, chắc em bắt đầu chấm chó nha mọi người. Chất, cái đó người ta gọi là chấm chó gì chất. Ăn đi Hưng. Ăn đi chất rồi, cảm ơn chất. Vui vẻ cho mọi người, ai chịu nổi gì chất, không nhớ lỗ. Quá, để cả ỉa cũng còn ngon ác ghê nha. Bà cầm nay còn đi Trung Sơn không, vậy anh gà ơi. Rồi chắc còn cái nhà của Trinh mới đi khách sạn vô lễ mình đó nha. Nè, ngứa lỗ mũi quá à. Hồi ôi là trời gì chứ. Ơi ai làm lại gì chứ. Mộng cầm nói dốc quá không dám ho nữa. Con đang đi Châu Đốc với vợ bánh bông lan nè. Hai má trời mua gì má không trời ơi. Ôi đời kệ tôi yêu. Còn Nguyễn Ngọc Thuận ra khỏi cái like của tôi nha. Tôi không muốn anh ngồi trên cái like của tôi nha. Anh đi ra khỏi cái like của tôi nghe anh Nguyễn Ngọc Thuận. Ghê gì chứ. Chồng cửa mầm càm ở quân bình. Trời ơi. Ơi da mẹ nó vậy. Bây giờ dẫn bánh bông lan, chị bánh bông lan đi chơi rồi, đi Châu Đốc rồi. Trời ơi, vậy tôi yêu. Thiệt mà. Thiệt đó hả? Người yêu của dạo mà bị phỏng tay chân. Chứ chứ có bình còn chứ. Có điều mà. Đi vô kìa. Nhất thấy nó xử với con tài nhẫn đúng không? Bà cầm có tiền không khám bệnh, mặc tiền bà nuôi trai hả? Cầm lờ. Bà ăn lồn là mắt dài chứ. Cầm ra đây đi. Cầm ra đây nha, chị cầm chị có tiền thì cầm không có lo xe lo bệnh đâu. Bà có hết tiền là lên thang. Đúng rồi nha, chứ bị sáng chó. Lo gì cầm ai sửa rồi nè. Con nói gì cầm tự hiểu. Thay mình sinh con à. Đó là chậm chó tiếp nào đó, ngứa lỗ mũi nè. Ngứa lỗ mũi quá. Phải không đó, sáng đi chứ. Chậm chó nữa mà thấy không, đó. Thì chứ bị sáng chó mà dậu. Sao ngứa mũi hoài gì chứ đó. Tiếp một khoe kim cương của ông chức. Ồ, khoe mộng cầm ho quá coi chừng ho lao đó.
Thám đi một cầm. Ủa mai đi đâu? Quên mai rồi. Đi sửa xe. Người ta hỏi đây, người ta không hỏi gì cả. Ngày mai nha, tụi em đi chiến tranh Gia Lào nha mọi người. Chị Sương với bà Cầm nói chuyện vui quá. Đúng rồi, hai chị em dạo này thân lắm nha. Từng ngày đã rồi đó má. Trời nói với bà Chức đi Châu Đốc móc túi hai ngón dễ dàng kiếm sống lắm. Trời ơi, ta kêu Chức đi đi Châu Đốc đi làm hai ngón rồi Chức. Chửi liền. Bà Cầm bệnh đi khám đi. Từ từ em đi khám chứ. Bà nhậu bây giờ anh Hưng nè, anh Hưng ơi. Đứng hai. Ôi. Dẫn gì Cầm em đi khám gì chản đi. Đi khám không Cầm? Dũng lẹ đi anh, để gì Cầm hết tiền này gì Cầm không có đi khám đâu. Bây giờ đã có 2 triệu trong người đó anh, dẫn đi khám đi. Thấy không, nè không có tiền không đi khám nha cả nhà. Sửa xe. Khám nào đó, sửa xe. Bệnh mình không lo, sửa xe rồi sửa sao. Không, gì Cầm nói Cầm á, bệnh nó sửa xe, cái lúc nói sửa xe nó bệnh. Gì Cầm bẻ qua bẻ lại đó, đó gọi là... Hết bệnh rồi lấy gì bệnh má. Đó, lại chích chó nữa. Không ai mà bình chỉ uống thuốc hai ba uống nước nửa cái hết đó bình chỉ tuần là hết rồi con chịu em ta mổ rồi má mổ nó còn không hết rồi chứ ăn đồ nóng nó lòi ra lại à không mà không ăn đồ nóng dạ em đâu tự Yến Tử đi chạch chạch tùm lum nó bị mổ luôn đất ma thằng Yến Tử là chúa mổ luôn đất nha nó đi chơi bài bậy lắm nói với anh Hưng bà Cầm có tiền không lo giữ để lo à ơi lấy nè dĩa đi nghe. Chị giúp tụi già da rồi, tháng sau bị già da nhiều nữa. Chị giúp mãi định, chồng. Đi với ai vậy? À, đi với ai? À. Dạ đi chung với em toàn. Chị giúp, chị nhóm hả mọi người? Mọi người, người thấy không nha? Ít người có 7 người anh Khoa Đặng ơi. Con lên Châu Đốc cầu duyên với cầu sinh đẻ một đàn con luôn á. Đời nghĩ anh yêu Ngọc Thuận anh ra khỏi cái kênh của tôi nha, không muốn anh ngủ cái kênh của tôi nha. Nhờ bắn bánh dắt đi thiệt á hả? Hả? Bây giờ chặt qua con này chứ thấy không? Dám lên lại.